mới của Pep Guardiola. Không phải đến khi chứng kiến những pha khống chế và rơi bóng như máu ba lê của Phil Foden trong trận bán kết với PSG, người ta mới nhận ra tài năng trẻ người Anh của Man City quá giống với Messi. Foden là duy nhất trong một thế hệ tài năng, một thần đồng, một Harry Potter của bóng đá, người tạo ra ma thuật bằng đôi chân, đã đến lúc để tin vào lời ca tụng trong đầy rẫy những cửa phòng đặc sản truyền thông của xứ sở sương mù. Anh là người được chọn để trở thành siêu sao và sẽ có một sự nghiệp vĩ đại. Khi Foden lướt đi trên mặt cỏ, những hậu vệ đổ rạp trong hướng Foden thực hiện động tác giả. Đôi khi chỉ là một pha lắc hông nhẹ nhàng, quả bóng thì gắn chặt lấy đôi chân thoăn thoắt như dính băng keo. Người xem không thể không nghĩ đến Lionel Messi. Messi được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Siêu sao người Argentina là bậc thầy dê dắt như một phẩm chất thiên phú. Xét về rơi dốc, Foden có những nét tương đồng rõ rệt với Messi, không chỉ vì thuận chân trái, họ đều có trọng tâm thấp, khả năng tăng tốc quá ngắn, đáng kinh ngạc, nhờ vào cơ thể nhẹ nhàng và giống Messi, Foden có chân tốc mau lẹ và cực khó bị mất thăng bằng. Của Manchester City, Pep Guardiola trong trận đấu giữa Manchester City và Liverpool ngày 7 tháng 2, thay vì để Gabriel Jesus đối đầu với Jordan Henderson và Fabinho, Pep Guardiola đã quyết định dùng Phil Foden ra sân ngay từ đầu, không phải để buộc cặp đôi trung vệ đối thủ rời khỏi vị trí của mình, mà thay vào đó buộc họ phải tập trung ở khu vực mình đang hoạt động. Foden đã làm tốt trên cả kỳ vọng trong trận đấu với Liverpool. Foden đã hoạt động như một số chín ảo. Hơn ai hết, Pep là người hiểu rõ cách chơi này nhất, vì chính ông đã sử dụng Lionel Messi ở vị trí tương tự khi còn dẫn dắt Barcelona. Một tiền vệ tấn công chơi sáng tạo, thi đấu ở vị trí cao nhất trên sân. Vậy liệu Foden có phải là Messi mới của Pep? Câu trả lời là không. Cầu thủ này thật ra còn đa năng hơn cả thế. Vị trí tiền đạo trung tâm, những Foden đã chơi lùi sâu một chút để hỗ trợ hàng tiền vệ. Ví dụ điển hình nhất cho vai trò số 9 ảo của anh thể hiện rõ ràng trong hiệp 1 khi cầu thủ 20 tuổi cầm bóng di chuyển không khác gì cách mà Messi đã từng làm. Tiền đạo người Anh không chỉ lùi sâu để nhận bóng mà còn để tranh chấp bóng.
kỹ năng rơi bất tuyệt luôn như thế. Những số liệu thống kê của Messi và Foden luôn toàn diện. Messi chỉ những bàn, một con quái vật, nhưng Foden cũng rất đáng nể. Mùa này, tài năng trẻ của Man City đã có 14 bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Sau 120 trận đấu cho Man City, Foden đã đóng góp tổng cộng 51 bàn thắng và kiến tạo cùng đội tuyển Messi khi anh ra sân 110 lần và có 60 bàn thắng và kiến tạo. Điều này là rất chân đầu.